sĩ Quang Lê lên tiếng nói rõ về việc cưới ca sĩ Hà Thanh Xuân, vợ cũ của vua cá Coi Thắng Ngô. Kính thưa quý cô bác anh chị và các bạn, tin đồn Quang Lê kết hôn với Hà Thanh Xuân gây bàn tán những ngày qua, xuất phát từ một số hình ảnh hiện đang lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, mà trong đó, giọng ca đập vỡ cây đàn, mặc vest chỉn chu, còn vợ cũ của vua cá Coi Thắng Ngô thì diện đầm giống xiêm y áo cưới. Trước đó, Quang Lê thừa nhận cả hai có những hành động lời nói thân mật khi quay vlog, nhưng thực tế họ chỉ là đồng nghiệp chung sân khấu, thường đi hát cùng, nên thân thiết. Anh khen Hà Thanh Xuân xinh đẹp nên có cảm xúc khi hát chung, nhưng chỉ dừng lại ở sự quan tâm thông thường. Ngoài đi diễn chung, họ thường gặp gỡ ăn uống cùng nhau. Thời điểm Hà Thanh Xuân nhận những bình luận tiêu cực vì kết hôn với doanh nhân Thắng Ngô, Quang Lê lên tiếng cũng bênh vực. Hà Thanh Xuân sinh năm 1988 ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng đoạt giải tư cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2005. Hoạt động nghệ thuật trong nước một thời gian, cô sang Mỹ định cư năm 2010 và chuyển hướng hát dòng nhạc bolero, diễn hài kịch. Nhiều năm qua, Hà Thanh Xuân ở Mỹ, cô cho biết về Mỹ ngay sau đám cưới với vua cá Coi Thắng Ngô hồi tháng 5 năm 2022. Khoảng tháng 9 năm 2023, ca sĩ bất ngờ thông báo khép lại hôn nhân ngắn ngủi vì vỡ mộng và nhiều mâu thuẫn không thể hóa giải, người đẹp nhấn mạnh. Vợ chồng cô chưa đăng ký kết hôn, đã ly thân được một năm trước khi tuyên bố đường ai nấy đi. Về phần Quang Lê, anh cho biết cưới vợ lúc 22 tuổi nhưng cả hai đã đường ai nấy đi sau 6 tháng về chung nhà. Theo nam ca sĩ, cách đây không lâu, anh được mai mối cho một cô gái sinh ra trong nhung lụa nhưng chưa từng nghĩ đến việc lấy người giàu để trở thành công tử Bạc Liêu, sống sung túc không phải lao động. Hiện Quang Lê không sợ hôn nhân nhưng sợ ràng buộc. Anh muốn tìm được người có thể hiểu, chấp nhận những gì anh có. Thưa quý cô bác anh chị và các bạn, trong số các tên tuổi hải ngoại từng về nước ca hát và lập nghiệp, ca sĩ Quang Lê được xem là một trong những nghệ sĩ thành công và nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả quê nhà. Tuy nhiên đi kèm với sự nổi tiếng của anh là hàng loạt tai tiếng, scandal mà anh không may phải gánh chịu, ảnh hưởng nhiều đến giọng ca đập vỡ cây đàn. Cái tên Quang Lê từng gây bão trên mặt báo sau khi Phương Mỹ Chi trả lời phỏng vấn, khiến người đọc nghĩ rằng anh đã dạy cô con gái nuôi này cách giả tạo trên sân khấu để lấy lòng khán giả. Chú Lê chỉ em cách đứng trên sân khấu, phải nói chuyện thế nào cho dễ thương. Em thấy cái nào mình không thích hay ngượng ngượng, nói lên mà mình thấy giả tạo thì mình không nói. Em giả giả, nhưng lên sân khấu sẽ không nói. Xong xuống dưới chú Lê hỏi sao con không nói, thì em trả lời dạ con quên, Phương Mỹ Chi chia sẻ trong một bài phỏng vấn. Ngay sau đó, một bộ phận khán giả trên các diễn đàn về ngôi sao cho rằng Quang Lê không tốt khi dạy Phương Mỹ Chi giả tạo trên sân khấu. Khi được hỏi về việc này, Quang Lê tỏ ra tức giận và cho biết anh luôn hết lòng dạy bảo con gái nuôi từ cách đi, dáng đứng trên sân khấu, nhưng không có nghĩa dạy cô bé cách nói lời giả tạo. Ngay sau khi xem bài phỏng vấn, nam ca sĩ đã liên hệ với mẹ Phương Mỹ Chi để làm rõ thực hư vụ việc. Gia đình của chị Bảy cũng lên tiếng bác bỏ tin đồn này và cho rằng đây chỉ là lời nói hồn nhiên ngây thơ của trẻ con nên dễ gây hiểu lầm khi lên mặt báo. Bên cạnh đó, mẹ Phương Mỹ Chi khẳng định dù thế nào thì gia đình cô vẫn yêu quý Quang Lê. Sau khi vướng nhiều ồn ào chỉ trong nửa năm vì không chịu được áp lực của dư luận, Quang Lê tuyên bố rời showbiz để dành thời gian tĩnh tâm. Tuy nhiên chưa đầy một tháng sau đó, nhiều người bất ngờ khi hình ảnh của anh xuất hiện trên các băng rôn quảng cáo chương trình ca nhạc Đêm Tình Nhân 2 diễn ra tại Hà Nội. Giải thích về việc này, nam ca sĩ cho biết anh chỉ về Việt Nam biểu diễn đúng một đêm và trở về Mỹ ngay sau đó. Việc nhận lời tham gia đêm nhạc bắt nguồn từ mối quan hệ thân thiết với các ca sĩ Tuấn Ngọc, Bằng Kiều, Khánh Hà, Lưu Bích khiến anh có cảm giác như đang làm việc với những người thân. Quang Lê cũng khẳng định anh tham gia chương trình này không phải vì tiền mà vì anh là người cống hiến hết mình cho nghệ thuật nên không muốn thị phi làm ảnh hưởng đến công việc. Ồn ào với Đàm Vĩnh Hưng. Câu chuyện ồn ào giữa Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê tốn không ít giấy mực từ báo giới, nhất là khi đích thân ông Hoàng Nhạc Việt lên trang cá nhân, dằn mặt và tố Quang Lê chơi bẩn, nẫng tay trên chàng ca sĩ trẻ do chính anh phát hiện và nâng đỡ. Khi bị đàn anh tuyên bố sẽ đối đầu trên mọi phương diện, Quang Lê phủ nhận việc anh nẫng gà của Đàm Vĩnh Hưng và khẳng định những gì anh làm cho chàng ca sĩ đường phố kia chỉ vì quý mến mà thôi. Quang Lê từng bị ném đá khi nằm trên đống tiền đô hay khoe sự giàu có của mình với việc đi làm bằng xe limousine, sở hữu chiếc micro đắt tiền hay phòng thu hoành tráng, nhà riêng xa hoa. Giải thích về hành động khoe của Quang Lê cho biết đó là quan niệm sống của mỗi người chứ anh không hề có ý khoe của, anh cho hay. Đấy chỉ là những dòng chia sẻ về câu chuyện tiền bạc, tôi đang muốn hỏi ý kiến mọi người. Tại sao lại nói tôi khoe của, trong khi có lần tôi về nước, phải bán nhẫn kim cương 2 tỷ, làm sâu mà không thấy nói.
thậm chí tôi bỏ ra mấy trăm triệu đồng để từ thiện cho đồng bào miền Trung đợt lũ lụt vừa rồi, cũng chẳng một lời chia sẻ động viên. Quang Lê sinh năm 1979 ở Huế, sang Mỹ định cư từ nhỏ. Anh nổi tiếng khi hát cho một trung tâm ca nhạc ở hải ngoại và ghi dấu ấn với các ca khúc Xương Trắng Miền Quê Ngoại, Cô Hàng Xóm, Đập Vỡ Cây Đàn, Đôi Mắt Người Xưa. Từ năm 2010, anh thường xuyên về Việt Nam biểu diễn. Năm 2013, anh nhận Phương Mỹ Chi, Á Quân Giọng Hát Việt Nhí Mùa 1 làm con nuôi và giúp cô bé thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc. Năm 2017, anh là một trong 4 huấn luyện viên của chương trình Thần Tượng Bolero mùa 2. Kính thưa quý cô bác anh chị và các bạn, Hồ Văn Cường ngày một đắt sâu, giọng hát đã ổn định ở tuổi 21. Ở tuổi 21, Hồ Văn Cường đắt sâu sự kiện, anh và các fan liên tục cập nhật lịch diễn. Giọng hát của nam ca sĩ cũng được đánh giá ổn định hơn so với lúc bị vỡ giọng. Hồ Văn Cường, năm nay 21 tuổi, anh hiện tại liên tục xuất hiện trong nhiều show diễn, được khán giả tặng nhiều quà có giá trị. Theo dõi trên fanpage riêng của nam ca sĩ, anh thường xuyên cập nhật show diễn mới để khán giả theo dõi. Vào ngày 8 tháng 3 tới, anh có lịch diễn chung với ca sĩ Quang Lê với chủ đề Hương Tóc Mạ Non tại sân khấu Trống Đồng thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Văn Cường cũng được các fan hâm mộ yêu mến. Nam ca sĩ còn có group fan riêng cũng như fanpage do fan lập đạt hàng chục nghìn lượt theo dõi. Trên fanpage liên tục ghi lại những hình ảnh nam ca sĩ đi biểu diễn. Đặc biệt ở mỗi show diễn đều có lượng fan đông đảo của anh theo cổ vũ. Trước đây Hồ Văn Cường từng bị vỡ giọng. Thời điểm đó, giọng hát của anh khá yếu, bị ồm, khó nghe, thiếu cảm xúc. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, anh đã khắc phục được. Đoạn clip hát live bài Cung Đàn Thương Nhớ, Hồ Văn Cường vừa đăng tải trên kênh Bop Music đã nhận về hàng nghìn lượt yêu thích và loạt bình luận tích cực. Không ít khán giả nhận định nam ca sĩ đã lấy lại phong độ khi giọng hát ổn định và có cảm xúc hơn trước. Ngoài ra ở tuổi 21, Hồ Văn Cường khá mạnh dạn giao tiếp với khán giả. Có thể thấy, phong cách Hồ Văn Cường đã thay đổi hẳn so với trước đây. Tuy nhiên, theo chia sẻ của danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường vẫn giữ được sự giản dị, gần gũi của mình. Điều này chính là yếu tố quan trọng khiến nam ca sĩ giữ được khán giả. Ngoài các show trong nước, Hồ Văn Cường thời gian trước còn đi diễn ở nhiều nơi như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong các buổi họp fan, nhiều khán giả ở xa không dự được đã gửi tặng nam ca sĩ những món quà có giá trị cao. Vào ngày 16 tháng 3 là sinh nhật của nam ca sĩ, fan hâm mộ đã tổ chức tiệc để mừng tuổi mới cho anh. Hồ Văn Cường, sinh ngày 16 tháng 3 năm 2003, nổi tiếng từ khi dự thi và giành quán quân cuộc thi Thần Tượng Âm Nhạc Nhí năm 2016 và đoạt giải ca sĩ ấn tượng đài truyền hình Việt Nam Awards 2016. Đầu năm 2017, Hồ Văn Cường nhận hai giải Mai Vàng cho ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca và truyền thống cách mạng cùng với top 10 nghệ sĩ của năm.